Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với phần cuối cùng bản tin FPC Việt Nam kỳ này. Thưa quý vị, báo cáo thống kê của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã thu hồi được 210 tỷ đồng liên quan đến hoạt động tham nhũng. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền sai phạm được phát hiện và kiến nghị thu hồi qua công tác phòng chống tham nhũng trong 9 tháng đầu năm là trên 380 tỷ đồng. Trong đó, thành phố đã triển khai 45 đoàn thanh kiểm tra 56 đơn vị. Kết quả 23 trên 56 đơn vị có sai phạm về kinh tế hơn 351 tỷ đồng. Thành phố đã kiến nghị thu hồi 350 tỷ đồng và đã thu nộp ngân sách được 210 tỷ đồng. Cùng với đó, tiến hành xử lý hành chính 13 tập thể và 5 cá nhân. Đồng thời, thành phố còn tổ chức 4 đoàn thanh tra trách nhiệm tại 12 đơn vị, trong đó một đoàn kiểm tra tại 4 đơn vị đã kết thúc, phát hiện sai phạm và kiến nghị và đã thu hồi hơn 33 tỷ đồng. Đã thụ lý điều tra 29 vụ án tham nhũng chức vụ với 72 bị can, tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 60 tỷ đồng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo. Thay vì được khôi phục hoàn toàn vào ngày 1 tháng 10 tới, theo thông báo mới nhất của đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển AAG, thời gian khắc phục có thể được kéo dài đến ngày 3 tháng 10 do phát hiện thêm chỗ đứt mới trong quá trình sửa chữa. Đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG cho biết, chỗ đứt mới được phát hiện cách trạm cập bờ Hồng Kông, Trung Quốc 68 km. Do đó, để khôi phục hoàn toàn hai vị trí đứt thì thời gian thực hiện dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 10 thay vì ngày 1 tháng 10 như trước. Cụ thể, điểm đứt đầu tiên các trạm cập bờ Trung Quốc 64 km được hàng xong mối nối đầu tiên lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9 và hoàn tất mối nối cuối cùng lúc 21 giờ ngày 29 tháng 9. Tại điểm mới phát hiện, mối nối đầu tiên sẽ được hàn xong vào 20 giờ ngày 1 tháng 10, dự kiến đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 10, cáp sẽ được hàn nối xong. Khi đó 100% kênh truyền sẽ được khôi phục. Dự kiến sáng ngày 3 tháng 10, đơn vị sửa chữa sẽ bắt đầu chôn cáp và kết thúc công tác sửa chữa vào trưa ngày 5 tháng 10. Trước đó, vào 23 giờ 41 phút ngày 15 tháng 9 đã xảy ra sự cố khiến tuyến cáp quang biển quốc tế AAG bị lỗi tại đoạn cáp S1L. Sự cố khiến lưu lượng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam đang khai thác trên tuyến này đều bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, trong tuần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, iPhone 6 và 6 Plus liên tục điều chỉnh giá. Nhiều chủ cửa hàng than lỗ vì sức mua không cao như dự kiến. Những ngày đầu tiên về Việt Nam, iPhone 6 và iPhone 6 Plus có giá lên đến 25 triệu và 35 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất, tức dung lượng 16GB. Mức giá chênh lệch giữa các phiên bản dao động từ 2 đến 10 triệu đồng tùy thời điểm. Hàng về nhiều và sức mua không cao khiến nhiều cửa hàng phải đại hạ giá iPhone 6 và 6 Plus trong tuần đầu tiên nhập về Việt Nam. Chỉ trong tuần đầu tiên, cơn sốt giá iPhone 6 đã hạ nhiệt nhanh chóng, cả hai model đều mất giá hàng triệu đồng mỗi ngày. Đáng chú ý, vào ngày 23 tháng 9, iPhone 6 giảm đến 3 triệu đồng và 6 Plus giảm 6 triệu đồng. Hiện tại iPhone 6 Plus rớt xuống mức giá 24 triệu đồng, còn iPhone 6 chỉ còn trụ lại ở mốc 18,5 triệu. Mức giá này được giới bán buôn cho là đã cận sàn và có thể ít biến động từ nay cho đến khi iPhone 6 và 6 Plus chính hãng được bán ra cuối tháng 10. Trên trang web chính thức của cửa hàng Apple Store, iPhone 6 và 6 Plus có giá lần lượt gần $650 và $750 cho bản 16GB mở mạng. Sau Samsung, một tập đoàn điện tử khác đến từ Hàn Quốc là LG Electronics cũng đang có ý định mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, tập đoàn này vừa ký hai biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Nhân dân Hải Phòng và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KPC, đơn vị quản lý khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng, với kế hoạch thuê thêm đất để mở rộng sản xuất. Theo hai biên bản mà LG Electronics đã ký với Ủy ban Nhân dân Hải Phòng và KPC, tập đoàn này sẽ thuê thêm gần 50 hectare đất khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thành phố Hải Phòng để mở rộng đầu tư sản xuất. Đồng thời, LG cũng bày tỏ ý định chọn Hải Phòng của Việt Nam làm địa điểm đầu tư chiến lược của hãng trên bản đồ thế giới trong tương lai. Theo KBC, tổng giá trị của hợp đồng thuê thêm đất này có thể lên đến 650 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, tập đoàn LG Electronics đã nhận giấy chứng nhận đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp các sản phẩm điện tử và điện tử công nghệ cao với trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện trong vòng 4 năm, từ 2013 đến 2017, với số vốn 510 triệu đô la Mỹ. Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện trong 6 năm, từ 2017 đến năm 2023, với số vốn là 990 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, là hạt nhân thu hút các dự án đầu tư ngành vi mạch bán dẫn tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau nhà máy của Intel được cấp phép vào năm 2006 thì gần đây khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thêm hai dự án đầu tư xây dựng nhà máy vi mạch mới, được xem là bước khởi đầu thuận lợi của chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố giai đoạn 2013-2020.
Để cập nhật thêm thông tin về tiến độ của hai nhà máy này, cũng như định hướng thu hút đầu tư ngành vi mạch của khu trong giai đoạn tới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Thưa ông, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp phép thêm cho một dự án nhà máy sản xuất vi mạch, thì xin ông cho biết thêm về thông tin về dự án này ạ. Đây là một cái dự án của một cái nhà đầu tư tư nhân đầu tiên ở trong nước đó. Có một cái doanh nghiệp trong nước đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Có thể nói đây là một cái điểm hết sức là khích lệ đối với lĩnh vực này. Cái đáng lưu ý ở đây, nếu so với những dự án mà chúng ta đã thu hút đầu tư đó, thì những cái dự án này là dự án sản xuất từ những cái nền tảng khá mới mẻ để mà tạo ra cái những con chip tại khu công nghệ cao, chứ không phải là một cái dự án, không phải là những cái dự án lắp ráp hay là kiểm định như trước đây. Và đặc biệt nữa là cái quá trình này nó kết hợp với cái chuyển giao công nghệ. Đây là một trong những cái điều mà chúng tôi hết sức quan tâm. Bởi vì chúng ta có thúc đẩy được cái tiến trình này đó, thì mới nói tới cái tiến trình tiếp theo là nghiên cứu, thích nghi và làm chủ công nghệ. Thưa ông, còn về tiến độ của dự án trọng điểm đó là xây dựng nhà máy sản xuất vi mạch của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thì hiện nay đang thực hiện đến đâu ạ? Hiện nay thì theo tôi được biết thì cái tổng công ty cũng đang rất tích cực làm việc với những cơ quan có thẩm quyền liên quan đến cái việc xem xét và quyết định đối với dự án này ở các cái ban ngành ở trung ương. Và tôi cũng nhận được cái thông tin là cái dự án này thì cũng đang được các cái bộ hữu quan rất ủng hộ, và hy vọng rằng trong cái thời gian ngắn tới cũng sẽ có cái quyết định để hỗ trợ cho cái dự án này được triển khai. Thưa ông, thì vi mạch được xác định là sản phẩm sản xuất chủ lực của thành phố trong thời gian tới, cũng như là sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao. Vậy thì định hướng thu hút đầu tư trong lĩnh vực vi mạch của khu trong thời gian tới sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tập trung vào thu hút những cái doanh nghiệp mà thiết kế, nghiên cứu phát triển vi mạch để phục vụ cho thị trường nội địa, hay chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi cái con đường là thu hút những nhà máy lớn của những tập đoàn lớn của nước ngoài đầu tư vào như là Intel chẳng hạn? Cái mục tiêu của chúng tôi cũng như là cái mục tiêu của cái chương trình phát triển vi mạch của thành phố Hồ Chí Minh là làm sao chúng ta hình thành một cái hệ sinh thái, ở đây được hiểu là một cái hệ liên hoàn từ khâu thiết kế, chế tạo thử nghiệm, rồi đến sản xuất, rồi đến thương mại hóa. Không chỉ là những cái sản phẩm vi mạch mà là những cái sản phẩm gọi là back-end đấy, tức là từ cái vi mạch này nó lắp ráp tiếp tục ra những cái sản phẩm đầu cuối khác để phục vụ cho cái đời sống dân sinh. Thì sắp tới chúng tôi sẽ hết sức chú trọng những cái dự án liên quan đến thiết kế, đến đào tạo nhân lực, ươm tạo những cái doanh nghiệp khoa học công nghệ của Việt Nam, hướng đến những cái sản phẩm ứng dụng ở trong cái lĩnh vực gọi là hệ thống vi cơ điện tử, ta gọi là MEMS, hiện nay đang rất có tiềm năng. Xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước kỳ này. Hãy ghé thăm website của FPNC để có thêm những thông tin và video của các chương trình trên FPNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại website fpnc.vn. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì Minh Vy xin chào và hẹn lại quý vị ngay trong bản tin FPNC Thế Giới.